đó là biết nó muốn đi gặp con nhỏ kia rồi. Đúng rồi, tao nói á, trâu già lúc nào cũng khoái động cỏ non à, thấy không? Biết như đàn ông mà lăng nhăng có vợ nhà rồi còn đi bộ bệnh. Mẹ ơi, đúng rồi chị, con cũng vậy á. Mẹ cho con mượn cái tivi cái nha. Cái gì vậy trời ơi? Nè giấu giấu. Dạ. Mẹ với mấy dì đang coi phim hấp dẫn mà con có lịch sự không vậy? Con muốn gì con vô phòng con đi. Trong phòng của con tivi không có USB, cho nên con mượn cái tivi phòng khách cái. Mẹ vô phòng mẹ nha, cảm ơn mẹ. À, thôi 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 nè chị à, thôi được, để tụi tôi vô phòng trong coi cũng được chị ha nha. Thôi vậy. Trời ơi, con dâu bà Năm á dễ sợ luôn đó bà. À, thì bởi vậy tôi đã nói rồi, ở nhà tôi coi tivi luôn mà không chịu. Nghe nè, tôi sẽ vô đấy trơn trọi vậy. Bây giờ mình không coi phim, mình ra phòng khách mình ngồi nói chuyện thoải mái, mắc mớ gì phải sợ bà chui đây. Thôi, tụi mình ở đây nói chuyện được rồi, để cho con dâu bà làm việc. Đúng rồi, tôi thấy ở trong này cũng mắm cúng rồi chị. Thôi giờ vậy, bà mở chương trình HTV7 cho tụi tôi coi phim đi. Coi phim không? Dạ. Ê, gia đình là số 1. Đúng rồi. Ok, đúng rồi. 우리나라 국보 1호가 뭐냐고. 청와대? 청와대. Nãy giờ coi cái phim này bà thấy tức không? Coi bà tức không? Tôi nhìn thấy là tôi biết thế nào cái thằng này á cũng về ăn cắp tiền của vợ lớn rồi đi nuôi con nhỏ đó. Thấy không? Cái này á nha, mà có bà tắm gai ở đây nha là bắt đập bể cái tivi luôn đó. Bà tắm gai, có bà đã đập tivi của tôi hết coi. Nó kỳ cục kìa. Ngoại tình trong phim chứ ngoài đời sao mà đạp ra tivi của người ta. Nhắc mới nhớ á, có thông tin gì của chị tắm gai không chị? Trời ơi, hai tuần lễ nay rồi bà ơi, không có tin tức gì của bà hết trơn. Tôi rầu quá, không biết bà có chuyện gì không đây nè. Bà không chồng, không con, rồi cũng không có họ hàng nữa. Thì đó. Vậy rồi bà đi đâu? Trời, bà hỏi tôi biết hỏi ai. Mẹ ơi, con qua phòng khám lại nha mẹ. Với lại con xong rồi đó, mẹ làm mấy gì ra ngoài phòng khách coi đi. Thôi, không cần đâu. Được rồi con, được rồi, ngồi ở đây tốt lắm, ấm cúng lắm. Với lại có nệm ngồi nó cũng êm nữa nè. Dạ đúng rồi. Để mấy chị ở đây ngồi được rồi. Ờ, quên nữa mẹ. Gì? Mẹ mới tưới cây hả? Chứ còn ai tưới nữa. Mẹ. Gì? Tưới cây ngay trời nắng vậy, chết cây hết làm sao? Trời, chứ mày hỏi con là cái cây nó héo queo, héo quắt, nó không có sinh khí. Thì mày phải tưới nước cho cây nó tươi tốt lại chứ. Trời ơi, con dặn mẹ rồi. Tưới cây ngay trời nắng là chết cây, mày mốt không được tưới như vậy nữa. Mẹ nhớ chưa? Con đi nha mấy dì. Con đi nha mẹ. Nghe giọng con dâu của chị đúng là có quyền lực quá. Cái giọng á là đanh thép rõ ràng. Mẹ nhớ chưa? Bà coi cái thức không? Tôi mấy bà bạn đang coi tivi vậy, nó ở đâu nó chạy về cái nó biểu cái này cái biểu cái kia, mình mặt nó khó ưa dễ sợ. Cái điều á, nó leo lên đầu tôi nó ngồi nữa, bà coi tức không? Trời ơi, tôi không biết nó là má chồng mà tôi má chồng nữa à. Cái gì vậy? Kỳ đà về, kỳ đà. Trời đất ơi, tám nữa phải không? Để mà chuyện con dâu trong nhà nói đi, người ta nghe nữa phải không? Nói xấu con dâu là niềm vui của bà phải không? Sao không biết tôi nói xấu con dâu? Chứ gì nữa, nghe là biết liền. Tối ngày đêm chuyện trong nhà ra cho tám cho bà con hàng xóm, người ta cười thúi đầu luôn. Trời ơi, tôi hỏi ông tức không? Tôi đang ngồi với mấy bà bạn tôi vậy đó. Nó đi đâu nó chạy vô cái nó biểu tôi vô trong phòng coi tivi, để tivi nó xài, coi được không? Thì đúng rồi, cái đó tôi kêu nó coi, để nó chịu đi hội thảo. Chưa hết nữa đâu. Trời ơi, cái chuyện mới vừa rồi nè, ông ở nhà ông thấy nó chì chí tôi đủ điều, không biết nó là má chồng hay là tôi là má chồng nữa à. Thôi tôi rành bà quá bà ơi. Tối ngày đi nói xấu con dâu không. Tại sao tối ngày ông bên con dâu, tôi là vợ ông bên tôi là sao vậy? Tôi rành bà quá mà. Trời đất ơi, thiệt, nói chuyện với ông hả, tức còn như nói chuyện đầu gối sướng hơn nữa. Vợ ông Minh tối ngày với người dân. Trời đất ơi, nói tới là cái chì chiết, mệt ghê. Cái gì vậy? Sao canh mặn chát vậy? Cái gì canh mà mặn? Cái gì nữa? Nói làm sao vậy trời? Không mặn thiệt mẹ ơi. Trời ơi, tôi ăn thấy cái gì đâu mà sao ai cũng la mặn vậy? Mặn mà mới nói mặn chứ. Ê, rau muống mà cũng mặn nữa là sao? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Nước mắm mặn quá. Nước mắm thì phải mặn, chứ lại nước mắm lạc. Người làm quá à. Không phải mẹ ơi, nhưng mà mấy cái món này là món nào cũng mặn á. Hình như mẹ nêm quá tay rồi đó. Nêm quá tay rồi đó nữa nha. Ăn mặn không tốt đâu nha mẹ. Ăn mặn dễ bị tăng xong lắm đó mẹ. Đúng rồi. Gì ý quá. Gì nữa? Cá này thương không à? Cái gì? Con nghĩ là cá rô kho tộ sẽ ngon. Cá lóc này kho tộ ngon hơn cá rô không? Mẹ nói nghe nè, cá rô á kho tộ nó mới ngon, ngon cá lóc, hiểu chưa?
Ủa mẹ, cá rô của mẹ mua là cá biển hay là cá đồng? Trời ơi, cá rô đó, cá rô đó. Tại vì mẹ miền Tây mẹ nói được chữ rô, mẹ cứ nói go đó, anh không hiểu hả? Nè, bây giờ mẹ nói theo con nha. Cá rô. Cá rô. Đánh cái lưỡi lên. Rô. Đó. Xuất sắc. Khoan nha. Bây giờ mẹ nói nguyên câu nha. Bắt con cá rô bỏ vô rổ, kêu rột rột. Bỏ à? Không, mẹ làm được. Cố lên, cố lên, cố lên. Bắt con cá rô bỏ vô cái gỗ, kêu rột rột. Rột rột, rổ. Bỏ vô rổ chứ không phải là gỗ. Mẹ nói lại. Rổ. Bắt con cá rô bỏ vô cái rổ, kêu rột rẹt. Mẹ giỏi quá mẹ ơi. Giờ nói là nguyên câu đi. Bắt con cá, cá gô. Trở lại như xưa. Bỏ vô cái gỗ kêu gột rẹt được chưa? Trời ơi, như xưa là thế hả? Trời ơi, mẹ chưa có nói được câu đó, mẹ nói lại đi mẹ. Giờ tôi cá gô được chưa? Tại sao vậy? Ăn cơm cũng cho ăn ngon lành nữa. Thì tôi nói theo cái miệng của tôi đi, tại sao bắt buộc tôi phải nói là cái gì đó. Ăn cơm hết ngon à. Tự nhiên nào nổi nhóm nghe rồi dằn mâm sáng chén là sao trời. Thôi mà. Họ làm cái gì vậy? Hả? Già rồi xách đất à. Đang ăn cơm ngon lành phát la la rồi khóc, nhìn khó coi. Ông biết gì mà ông nói? Sao không biết? Tôi biết quá đi chứ. Bà ghét con dâu Hoàng Anh, thật ra có dịp là bà đi bối xấu đó lên, đúng không? Bà riêu rao lên, đúng không? Bà đó nè. Ủa chết. Ủa con. Bà cho con nói chuyện với mẹ chút xíu. Thôi hai mẹ con nói chuyện nhau để hiểu nhau hơn nha. Dạ. Thôi con. Mẹ giận con hả? Mẹ đi nói với mọi người là con là đứa khó ưa vậy hả mẹ? Thì mẹ nói sai thì mẹ xin lỗi con, chịu chưa? Không phải, con không có muốn mẹ xin lỗi con. Con không ngờ mẹ ghét con vậy luôn á. Là tại vì mẹ sợ con. Mẹ sợ con? Ừ. Sao vậy mẹ? Thì tại là con người là có ăn có học, còn mẹ là cái người mà ít học. Lúc con về nhà này đó, nhà này sắp phá sản, cũng nhờ một bàn tay con đưa cái gia đình này lên mới có ngày hôm nay. Thằng chồng con thì cũng không ăn không ngồi rồi, cho nên mẹ biết là con coi thường mẹ, coi thường chồng con. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy tội nghiệp con. Con đâu dám coi thường mẹ, coi thường chồng con đâu. Hiểu lầm thôi mà mẹ. Hiểu lầm cái gì? Ngay cả bạn mẹ nè, muốn đi chơi ai cũng sợ con cho nên không dám đi chơi với mẹ. Mẹ là người cô đơn, con hiểu không? Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à. Nhưng mà bây giờ mẹ nói con á thì con hiểu rồi. Mai mốt con rút kinh nghiệm. Với lại mai mốt có chuyện gì á, mẹ cứ nói thẳng con đi. Mẹ đừng có giận hờn, mẹ đừng có làm vậy nữa. Mẹ nhớ chưa? Đó, cũng có giọng điệu đó, thấy chưa? Mẹ nhớ chưa, mẹ hiểu chưa? Trời ơi, mỗi lần con nói câu nói đó đó, mẹ bức xúc lắm. Giống như là con áp đặt mẹ, con biểu là mẹ phải làm như vậy đó. Nhưng mà mẹ cũng không buồn. Thí dụ như có hai mẹ con thì con lên lớp mẹ cũng được, con dạy dỗ mẹ cũng được, không sao. Tại vì con là người có học, còn mẹ là người ít học. Nhưng mà đằng này con nói trước mặt bao nhiêu người, mẹ quê chứ, mẹ tự ái chứ. Con nói trước mặt mọi người nhiều lần lắm. Chị Chính. Chào chị. Sinh nhật vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị. Ôi trời ơi, cái áo dài chị đẹp quá à. Vậy chị à? Đâu vậy? Con biết nhà Mai Cát Tường không? Đứng lại cho đó. Đó. Thấy không? Sao vậy mẹ? Con coi, con có thấy không? Con nghe rõ nghĩa là người ta đang hỏi, mẹ định trả lời, con nhảy vô họng mẹ, con nằm ở trọng á. Trời ơi, mà con biết con làm vậy là mẹ mất mặt lắm không? Mà đâu phải nhìn một lần đâu, nhiều lần như vậy, trước mặt bao nhiêu người, mẹ quê chứ. À, thì ra là vậy, con biết rồi, để con rút kinh nghiệm nha. Coi tiếp nha mẹ. Công nhận cái món ghẹ này nó chắc gì đâu, ngon dễ sợ. Mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi, ăn mấy cái dầu mỡ này hoài không có tốt cho sức khỏe đâu đó. Đừng có ăn nữa. Mẹ có hiểu ý con nói không? Ngưng lại. Đó, thấy chưa?
hở chút là hả, chuyện này hả, chuyện kia hả, mẹ nhớ chưa, mẹ nhớ chưa. Trời đất ơi, cái điệp khúc nó cứ ra rã vô lỗ tai mẹ hoài à. Mẹ bực bội lắm, mẹ chướng tai gây mắt lắm biết không. Con đâu có ý gì đâu mẹ. Nếu mà con không có ý, tại sao con không nói là đó là ý kiến của con? Hoặc là mẹ ơi, mẹ tại sao mẹ không nghĩ như vậy hả mẹ? Có phải nhẹ nhàng không, có phải vui vẻ mẹ và con không? Thôi được rồi, con rút kinh nghiệm, coi tiếp nha mẹ. Cho nên là em cho anh bữa nay thôi nha. Rồi, bung xà lán luôn. Đúng rồi. Mọi người ăn nghe con riêng mẹ. Không tốt cho sức khỏe, mẹ đừng có ăn, ok. Ngừng lại liền, ngừng lại liền. Gì nữa? Ô, ok, ok. Trời ơi, lúc nào cũng ok, ok. Mẹ có cảm giác như là con hả, con ra lệnh cho mẹ là mẹ con nói là mẹ phải làm theo. Mẹ bực bội lắm biết không? Dạ, con biết rồi. Từ nay về sau con sẽ không ok nữa. Ừ. Ok. Con sẽ nhớ những lời của mẹ dặn. Ừ. Ghi nhớ trong tim. Ừ. Vậy nha mẹ. Không, không đi nha. Ngồi đây. Không có đi đâu hết trơn á. Để mẹ vô trọng, mẹ soạn một cái đĩa cũ đó, mẹ đem ra, có những chỗ nào con sai sót á, mẹ chỉ, con rút kinh nghiệm, chờ mẹ. Hả? Mẹ. Sao? Tập trung nhà tôi hả? Ừ. Càng đông càng vui có sao, kéo qua nhà tôi đi. Ừ, hả? Rồi, tôi chờ nha. Mẹ, mẹ sao có khách hả? Ừ, tao nói mấy bà bạn mới đi Thái Lan chơi. Còn sớm á, ba hẹn qua đây nhà mình nè. Rồi tranh thủ chút nữa ghé kép tới sân bay luôn. Lần này con không làm mất mặt mẹ nữa đâu. Hôm bữa hai mẹ con mình tâm sự á, con hiểu rồi. Ừ, biết sai mà sửa sai là tốt á con. Dạ. Mẹ cũng mừng. Hai mẹ con mình hiểu nha. Dạ, ừ. Vậy nha mẹ. Ừ, rồi. Tính ra con nhỏ này cũng được. Biết sai mà sửa là con người nó cũng còn sai được. Vậy là mình có phước á chứ. Trời đất ơi, vô đây ngồi chơi. Để hành lý ở đây đi. Trời ơi, thấy mấy bà đi mà tôi nôn gì đâu á. Phải tôi mà được nhập chung cái bọn này thì vui cỡ nào ta. Trời ơi, tụi tôi rủ mấy bà đi chung luôn cho vui mà không chịu đi. Trời ơi, mấy bà đơn thân độc mã hãy đi cứ là xách cái vỏ đi. Còn tôi ta nói cho già chồng con rồi cháu nội nó sao đi được. Nè thôi được rồi, than thở hoài. Chừng nào tôi đi về sẽ có quà cho chị. Hủa nhớ nha, nghe bốn mặt một lời luôn nghe. Chào mấy về. Mấy về mới tới chơi mẹ con hả? Ủa Hoàng Anh. Dạ. Hôm nay con không đi làm hả? Dạ con được nghỉ cả chiều. Vậy mà mấy dì không biết. Nếu biết á, dì không làm phiền con đâu. Không không, mấy dì phải tới đây chơi thường với mẹ con nha. Con thấy mấy dì tới chơi với mẹ con vui lắm. Mấy dì uống nước không? Con xuống bếp lấy nước mấy dì uống nha. Uống. Con pha bình trà nóng cho mẹ nha. Con ơi, trưa nóng được lắm. Cho bình trà đá đi con. Trà đá. Dạ. Chờ con xíu nha. Ăn bánh nghe. Ê con dâu. Dạ. Trời ơi, có cái thao bột chuối chiên mẹ để dưới bếp đó. Con lấy chuối ra con lột vỏ con ép con chiên chuối mời mấy dì ăn nha. Dạ chờ con xíu. Mít nha. Dâu. Ở trong tủ lạnh đó, còn nửa trái mít á. Lột sạch sẽ, bỏ cái hộp luôn nha. Đem mời mấy dì ăn nha con. Dạ. Ừ. Dạ. À, mẹ ơi. Sao? Hồi nãy á con thấy dưới bếp mình hết dầu ăn rồi. Giờ con chạy đi mua. Kịp không mẹ? Chắc không kịp mẹ ha. Kịp. Mà đi mua đi con, về rồi chia kịp. Kịp hết không? Dạ. Cái gì mà chơi nha. Để được rồi, được rồi. Đi mua dầu ăn. Dạ. Mấy bà thấy con dâu của tôi làm sao? Con dâu của chị hôm nay nó lạ lắm. Tôi không nhận ra nó luôn đó. Không nhận ra phải không? Một tay tôi uống nắng đó. Nhưng mà còn đem tới chị chút có bánh nè. Rồi có bánh ăn. Dạ đúng. Uống nước đi mấy bà. Uống nước đi. Dạ. Trời ơi dâu ơi dâu. Có nhiêu bánh rồi xin với mít mà là con làm lâu cái vậy? Dạ con đi mua dầu mà mẹ. À. Dạ con mời mấy dì ăn bánh. Dạ mời mẹ. Ừ. Con khéo tay quá. Chiên chuối bằng ươm luôn à. Dạ. À, Hoàng Anh nè, con bận gì cứ lo việc của con đi, để mấy dì tự nhiên nha. Dạ không, con không bận gì hết á, con với bé con dọn dẹp thôi à. Mấy dì có cần gì cứ kêu con nha, con chạy lên đây liền nha. À. Dạ, mấy dì ra chơi với mẹ con nha. Ừ. Con dâu của chị lịch sự mà dễ thương ghê á. Dạ. Có phước lắm mà nha. Không có như lời người ta đồn vậy à. Tôi nghe người ta nói á, con dâu của chị á, khó ưa lắm. Trời ai đột gì cũng chỉ trộn dâu tôi dễ thương muốn chết mấy bà thấy đó thấy không? Chả bù cho cái con dâu nhà tôi tính tình gì mà khó ưa. Phải đó. Chị Năm. Ừ? Chị là sướng nhất đó. Vậy hả? Quá
con dâu chỉ được vừa ngoan vừa giỏi nữa đó. Trời ơi, thì cũng thường thôi, con dâu tôi cũng giống như bao nhiêu gia đình khác vậy, có gì đâu có phước. Đúng là chị có phước. Dạ. À vậy con. Má đang chơi ở nhà vì năm nè. Trễ đâu trễ. Hả? Còn tiếng đồng hồ nữa ha. Chết rồi mấy chị ơi, mình không kịp làm thủ tục tới đây rồi mấy chị ơi. Sao lên đi. Để đi. Bắt đó. Bà sợ. Bắt bó coi trời ơi trễ giờ rồi trời. Trời ơi, Thái một tiếng hả? Có nghĩa là mấy người này sửa soạn đi Thái mà còn một tiếng nữa sân bay rồi. Em! Đứng lên. Qua đây đi. Xếp hàng lại. Ôi trời ơi, Hoàng Anh, sao con chết ra? Mày im lặng này để con làm việc. Bây giờ cách gì phải nghe lời con, còn không đừng hòng đi Thái. Võ mình đâu, cầm lên. Đây. Lục đi, bắt bo đâu. Đây. Đây. Chú ý võ mình thôi, không lấy của võ của ai khác nha. Xếp hàng một. Nhanh lên, khẩn trương lên nè, không thôi đi Thái được đâu. Bà để nhà. Ở đây không đi hết rồi. Nhanh đi. 1, 2, 3, 4. Một đường thẳng. Bước. Giống quân đội rồi. Nhanh lên. Chị Năm, con dâu chị dễ sợ luôn á. Nữ kia, ta thấy trong nhà nữ á có một người nhỏ tuổi hơn nữ mà lúc nào cũng muốn kìm kẹp nữ. Bà kêu tôi hả? Nữ đó. Nãy mới nói cái gì đó? Nói lại tôi nghe coi. Tôi thấy ở trong nhà nữ á, lúc nào cũng có một người nữ nhỏ tuổi hơn, nhưng mà lúc nào cũng muốn kìm kẹp nữ hết, đúng không? Trời ơi, hay như thầy bói vậy trời ơi. Ở trong nhà tôi đó là con dâu của tôi đó, lúc nào nó cũng muốn lên đầu tôi, nó ngồi trơn trọi á. Nhìn mặt nữ là bảy thấy hết trơn rồi. Thấy cái gì? Thấy cái ngôi sao chiếu mạng của nữ á, nó có chút xíu vậy nè. Mà bên cạnh nữ á, lúc nào cũng có một cái ngôi sao nó to lớn, nó tỏ hào quang như thế này nè. Ánh sáng của nó cực kỳ mạnh, khủng khiếp lắm. Rồi sao nữa? Nhưng mà nữ yên tâm, nữ ở gần cái ngôi sao đó á, thì nữ được hưởng cái ánh sáng mà cực mạnh đó. À, được hưởng hả? À, cũng được. Nhưng mà đổi lại nha. Đổi lại sao? Nữ phải phục vụ cô ta suốt đời luôn đó. Không, không chịu đâu. Trời đất ơi. Nè, bây giờ có cách nào làm cho mà tôi hưởng hào quang của nó mà không phải phục vụ nó không? Không được đâu. Nữ á, mà thoát ra khỏi á, là coi như là cuộc đời của nữ á, biến như địa ngục luôn. Nữ không có kêu cứu được ai hết trơn đó. Nữ phải phụ thuộc vào cô ta. Trời đất ơi, không được, phải có cách nào mà chứ. Có cách nào chứ, mình nếu mà sống mình tối ngày lệ thuộc nó, chắc tôi chết còn sướng hơn. Bậy rồi bậy. Làm gặp cách nào giúp giùm tôi đi, quá giải giùm cái số tôi đi. Vô hiệu rồi nữ ơi.